em nhá. Chào mừng anh em quay trở lại với kênh Hoạt Họa Mi của em nhá. Hôm nay em lên với các bác và em họa mi dáng nghĩ đường con nhá. Đấy, rất là cao cầu này con này. Bóng bộ đẹp đấy các anh em nhá. Đấy. Đó, dáng rất là ok các bác nhá. Đuôi lá vả đẹp, hot rất là ok các bạn. Chim thuần khoảng 85-90% rồi. Anh em về chăm thêm các bác nhá. Đầu mặt này các bạn này rất là đẹp luôn. Đấy. Mặt hơi xước xước một tí là do từ chủ nhà cũ thôi nhá. Về nhà em thì không bị xước đâu. Chân này các bạn này, chân rất là xương thôi nhá. Dáng rất là đẹp anh em nhé. Rất là đẹp các bác nhá. Điện đóm bắt đầu lên nên là nó chưa được căng đét hẳn các bác ạ. Nhưng mà đại khái các bác là chim rất là đẹp các bác nhá.
chân này con này. Anh em nhá, anh em nào mà có nhu cầu vé họa mi này thì ủng hộ em nhé con nhá. Số điện thoại của em là 0974648999 con nhá. Chim rất là ok luôn các bạn. Đấy, bóng bộ đẹp, dáng dấp ok anh em nhá. Rồi bây giờ thì em xin phép dừng clip ở đây nhá. Xin chào tất cả các bác. Hẹn gặp lại các bác ở những video clip sau nhá. Bye bye tất cả mọi người nhá. Xin chào tất cả các bác nhá.